Chào cả nhà, mình lại ép nước rau củ quả nguyên chất đây cả nhà ơi. Nguyên liệu gồm có rau cần tây, khóm còn gọi là dứa nha cả nhà, và mình cho thêm một tí gừng và một tí chanh. Cả nhà mình không có máy ép thì cả nhà mình cho vào có xay sinh tố, xay cho nhuyễn rồi vắt nước nha cả nhà. Còn mình có máy ép thì rất là tiện phải không cả nhà? Một bên ra bã và một bên ra nước nè cả nhà ơi. Cả nhà thấy ngon không nè? Nước ép rất tốt cho sức khỏe nha cả nhà ơi. Mời cả nhà uống nước ép cùng gia đình mình nha. Nếu thấy hay, cả nhà cho mình một like nha cả nhà. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà.